Hello, Milly xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ cách gói bánh tét chuối mini. Ok, và bây giờ xin mời các bạn cùng vào bếp với Milly để mà thực hiện. Đây, nếu các bạn sử dụng chuối còn xanh như thế này thì đôi lúc nó có cái vị chát, nên mình phải để cho nó chín mùi luôn thì nó sẽ ngon và ngọt hơn các bạn. Đây, nhé. Chuối sau khi chín mùi mình lột vỏ và bổ đôi như thế này, cho 60g đường cát, nửa thìa cà phê muối và một thìa canh rượu nấu ăn. Sau đó xóc lên cho đều và cho vào tủ lạnh ngăn mát để ướp qua đêm. Chuối sau khi ướp qua đêm. Đây các bạn, gạo mình, gạo nếp mình vo nãy giờ rồi này, vo cho nó thật là sạch nhé. Mình không có ngâm nếp, mình chỉ vo sạch thôi, vo cho thật là sạch, nước nó trong như vậy luôn đó các bạn này. Đấy, mình vo cho thật là sạch rồi mình đổ ra cái rổ để cho nó ráo nhé. Vo nãy giờ rất là nhiều nước rồi, bây giờ nước nó mới được trong như thế này. Đấy, tí mình đổ ra cái rổ cho nó ráo. Đây, lá chuối mình cũng cắt sẵn đây này, tí nữa mình rửa sạch lau cho nó khô. Đây là cái nếp mình đã vo sạch và để ráo ở đây này. Bây giờ mình chuẩn bị mình xào với nước cốt dừa nhé. So now going to stir fry with the coconut milk. Một lon nước cốt dừa mình cho vào cái chảo nhé. Một lon này là 400ml nhé. Và mình cho thêm 100ml nước thôi. Mình cho vào cái, đổ vào cái lon này, tráng của cái lon. And add 100ml of water. Nửa thìa cà phê muối. Đây, bây giờ mình bật lửa lên và mình cho nếp vào mình xào. I'm gonna turn on the stove. Khuấy cho nó đều rồi mình cho nếp vào mình xào nhé. Okay, now I'm gonna pour the sticky rice into the pan. You stir fry until it gets thicker, okay? Bây giờ mình cho nếp vào cái chảo nước cốt dừa. Và mình xem cho đến khi nào cái nước cốt dừa nó thấm vô nếp và kiểu mà nó đặc lại là được nhé, không cần xào chín, miễn sao nó đặc lại được thôi. Mình tắt bếp. Okay, now we mix well and then stir fry. We stir non-stop, okay? The first we turn on the high heat. Mình bật lửa to lên ban đầu và mình khuấy khi nào nó hơi sệt lại, chừng vài phút thôi. Vài phút nó sệt lại là mình hạ lửa xuống. Just about few minutes later, when the sticky rice they get thicker, then we lower the heat down. Just keep stirring non-stop, okay? Mình khuấy liên tục, khuấy đều tay nhé. Nhớ là khuấy xuống với cái đáy chảo luôn nhé. Chuối sau khi ướp với đường thì nó sẽ ra cái chất nước như thế này. Và bây giờ mình sẽ lấy cái nước này xào chung với nếp luôn cho nó có cái mùi chuối thơm luôn ha. Đây, bây giờ nó chuẩn bị nó sệt rồi các bạn ơi. Và mình cho nước chuối vô đây. Okay, this is banana juice. And then we just pour into the sticky rice and stir together. It almost getting thicker. As you can see, it's getting thicker a little bit. So I'm gonna lower the heat down and add sugar. Bây giờ cái nếp của mình nó hơi sệt lại rồi này các bạn. Đấy. Nó thơm cái mùi chuối kìa. Mình đổ nước chuối vào đây nó thơm. Và bây giờ mình lấy hạ lửa nhá. Ok. Mình hạ lửa bớt rồi mình cho đường vào. Đây mình cho đường. 170g đường cát. 170g of sugar. And stir well until it gets thick. Khuấy cho đến khi nào cái nếp nó đặc sệt vào được nhá. Đây các bạn ơi, nếp mình đã đặc sệt rồi này. Bây giờ mình chuẩn bị tắt bếp thôi. Đây các bạn xem này, cái nếp mình nó vẫn còn sống nha, chưa có chín hẳn đâu. Nó nửa sống nửa chín. Đấy, như vậy là được rồi. Mình không có cần xào chín đâu. Tí nữa mình còn hấp nữa mà. Sau khi mình gói xong còn hấp nữa. Okay, so the sticky rice almost done. As you can see, the sticky rice getting thick, but it's not complete cooked yet, okay? Let's see. It's not completely cooked yet. Just gonna take like this, so I'm gonna turn off the stove. I'm gonna pour the black bean in to mix together. Và bây giờ mình cho cái đậu đen này. Các bạn có thể
cho đậu đen, đậu đỏ hoặc đậu trắng tùy mình thích nhé. Còn mình không có thích đậu thì thôi, không cần cho vô, không cần thiết. Rồi, mình đã tắt bếp rồi này. Đấy. Đây, các bạn nhìn nếp vẫn còn sống ha, chưa có chín đâu nhá. Cái kiểu mà nửa chín nửa sống thôi. Và bây giờ mình cho cái đậu vô. Đây, đây là một lon đậu. Một lon đậu này có trọng lượng là 425 g. Đậu nấu chín rồi này. Đấy, đậu đen ha. It's a black beans. See? It's ready for serve. À, mình cho phân nửa thôi, tùy theo mình nè. Mình thích cho nhiều thì mình cho ít nhá. Oh, if you don't like beans, you don't have to add it. It's up to you. Okay. Rồi, bây giờ Milly chuẩn bị gói đây. I'm gonna get ready to wrap it. À, Milly quên nói các bạn, khi mà xên nếp này cần cái chảo chống dính ha, thì mình xên nó dễ hơn, nó không có dính chảo. All the banana leaves after wash and use a towel to dry it, huh? So I got three sizes of them. Okay, this is the bigger size. The medium size have just two of them, and this is the small size for both ends. Okay. Đây là lá chuối mình đã rửa sạch và lau khô rồi các bạn nhé. Mình có ba cỡ như thế này. Đây, một cái size to và một cái size vừa, là một cái bánh này mình gói làm hai lá. Còn cái size nhỏ nhất đây nữa là mình để gói cho hai cái đầu bánh tét. Okay, now we start to wrap, okay? I'm use the banana leaves. So shiny surface, we put the bottom like this. And the second one is a medium size. We're gonna put opposite way like this. Put the shiny on the top. But we have to put opposite like this, okay? Like this. À, bây giờ mình chuẩn bị gói. Và cái lá chuối to. Đây mình có hai bề mặt như thế này. Đây mặt phải. Đây, mình cho nó lật xuống dưới nhá. Còn cái tấm thứ hai nhỏ hơn một tí. Mình lấy cái bề mặt cho lên trên, cái mặt bóng cho lên trên. Nằm dọc như thế này. Và hai cái bề trái này dính với nhau. Okay. Rồi bây giờ mình cho nếp vô. I'm gonna pour the sticker right in. Mình đã chia ra được hơn 200g một cái bánh. Mình thì tách ra chắc có thể làm được 7 đòn bánh. Đấy, mình dàn nó ra cho dẹp ha. I'm gonna spread the sticker right out. Spread out thin like this. Đây mình cứ dàn ra cho nó mỏng ra nhé. Từ cái bề này qua cái bề ngang như thế này là 4.5 inch. Width is 4.5 inches and the length is 9 inches. Cái chiều dài thì nó khoảng 9 inch, 8 đến 9 inch nha. Tại vì mình phải lấy cái kích thước cho nó vừa cái nồi áp suất của mình. Nếu mà nó to quá, nó dài quá mình đậy nó không được. Mình phải lấy cái kích cỡ nó vừa cho nó đều đều như thế này nhá. I'm gonna put the banana in the middle, cho chuối nằm ở ngay dưới nếp. I'm gonna put 4 pieces of banana. Mình làm 4 miếng như thế này, tức là 2 quả chuối nhá. Một quả chuối mình bổ đôi. Okay, just like this, and then hold both ends of the banana leaf and fold together. À, bây giờ mình dùng hai cái đầu của lá chuối này mình ghép lại, mình gói lại, mình túm túm lại cho nó vừa nhá. Tấm lại cho nó vừa và mình gấp nó lại như thế này. Okay, we're gonna fold like this and then the bottom one we're gonna roll it. Okay, roll it a little bit tight, okay, not too tight. Mình cuộn nó vô cho nó hơi chặt tay một tí xíu, cũng không có chặt lắm. Rồi mình cuộn nó tròn như thế này. Yeah, like this, and then we're going to fold this end first. This temporary, okay? Mình chỉ gấp cái bên này trước cho nó tạm thời thôi. Nếu mà cái nếp nó không đều, các bạn dùng cái thìa hay là cái gì đó mình đẩy nó xuống cho nó đều nhá. Okay, now I'm gonna make the sticker right to get down the even. If too long, you have to cut it out, okay? Nếu mà dài quá thì cắt bỏ đi. Đây, dài quá thì cắt bỏ. Okay, too long, cut it off. And then,
folds like this, okay, in front of you, and then both sides và hai bên như thế này, xong rồi mình gấp lại like this, okay. Okay, so the first one and second one is a little bit hard, so and after that it'd be easy for you. Cái đầu tiên, cái thứ hai thì nó hơi khó một tí, tại vì nếu mà các bạn không có gói quen, còn khi mình gói quen rồi thì rất là dễ. Là mình dùng cái lá nhỏ nhất này, the smallest one, put on the top like this, and another one, và một lá nữa, hai lá, okay. See, so we're gonna do two small leaves at the end. And I'm gonna tie a little bit. Just this is the temporary tie, okay? Cái này mình cột tạm nhá. Cột tạm xíu, mình phải gỡ ra. It's just temporary tie. And then now we flip over to the other side, the other end. Và mình đặt nó sang cái đầu này. Và trước khi mình tống nó lại thì mình kiểm tra. Okay, before we fold and we try to check first. Make sure all the glue is right, yeah. It's even before the leaves. Wow, it's too long, so we need to cut off some, okay? There you go. If it's too long, cut off some. Now fold it. In front of you and both sides. Đấy, mình vẽ cái trước mặt của mình này, vẽ nó xuống và hai bên. Sau đó còn lại mình vẽ xuống tiếp. Và mình cũng sẽ cho hai lá nhỏ bé bé ở trên đầu. Now, we're gonna put two small leaves on the top like this. See, very easy. Now, we're gonna tie this temporary tie. Này, cái này cột tạm thời thôi nhá. Cái này cột tạm thôi, tí nữa mình gỡ ra. This is just temporary tie. We're gonna untie later. Just like this. Now we're gonna start to tighten. So I'm gonna say yay. This is cotton string, almost 7 feet long. I got 6 feet 8, almost 7 feet. Đây có sợi dây 6 feet 8, gần 7 feet. Rồi mình chưa, đây mình có làm sẵn cái dấu ở đây rồi. Đấy, mình chưa nó ra khoảng 9 tới 10 inch. Here I got a little knot over here, from knot to the end here will be 9 to 10 inches. And then the rest, we're gonna fold together. We don't count the short one, okay? Mình không có tính cái chỗ mà mình chừa ra, chỗ 90 in mình không có tính nhá. Mình chừa nó ra, thì mình nắm ngay chỗ này thôi. Chập đôi lại, mình chập đôi sợi dây này lại. Okay, we're gonna fold together like this. See, đây cái bên này, cái sợi mà dư ra 10 inch, mình sẽ cho qua cái bên phải của mình nhá. The one with the knot, okay. I'm going to put on my right side. Sợi dây carton này nó mềm cho nên nó hay bị rối một tí. Tại mình lấy hết cái dây nhựa này rồi. Dây nhựa này thì nó dễ cột hơn này các bạn. Bây giờ hết rồi. Đây mình lấy dùng cái sợi dây cotton này. Rồi mình sẽ cho nó vào ngay chính giữa nhá. I'm going to put it in the middle of the stick of rice. Here. This double string, okay? Đây là sợi dây double nhá. Đây. Mình kéo luồn nó qua. Mình cho nó nằm ngay chính giữa. Sau đó mình sẽ tách nó ra. Đây, nó separate it out like this. Cái dây này mềm, nó hơi lụm thụm một tí. Không sao, từ từ, không có gấp. The string is kind of soft, a little bit hard to do it. It's okay. If you have this plastic one like this, easy, much easier. But I got no more, so that's why. Okay, like this. Make sure it's in the middle like this, okay? And now I'm gonna pull the left side, roll over this side, and go over around. Và mình kéo cái sợi dây bên trái. Mình luồn dưới cái bánh và mình sẽ xỏ luồn qua cái sợi dây này. I'm gonna let it go under and pull it through like this.
See? Do you get it? I might do one more time then. Let's see. Pull over again. Let it go under. Go under like this and pull it through. Go through like this. There you go. There you go. See? Okay. Keep it here. I'm going to do here one more time. Let it go under this one. Because I'm going to untie the big one. Now, I'm going to go over. Luồn nó qua cái bánh này. Sau đó mình luồn ở dưới cái sợi dây này. Để kéo nó lên. Như thế này. Rồi, bây giờ mình kéo cho nó căng ra. Pull it tight and go over. Flip it over. Like this. Pull it all the way in here. And we get knot over here. Rồi, cột nó lại. Cột nó lại ngay cái đầu này. Và bẻ nó lại một lần nữa. Cho nó bên hông ấy. Mình có thể mình tháo cái sợi dây tạm ra. I'm gonna untie the temporary one. I'm gonna untie it out, okay? Gỡ nó ra thì mình cột cho nó chắc. Để mình cột tạm một chút rồi. Rồi gỡ sợi dây này ra nhé. Đấy, mình gỡ mình rút nó ra. And tie it and pull it out. Rồi mình nhớ cột hơi chắc một tí. Thì mình dùng cái ngón tay mình đè lại cho nó đừng có bung ra. Okay, so we're gonna tie the end here. Make a knot over here. Okay. Yeah, just like this. Rồi, giờ mình chỉnh lại cái đòn bánh của mình cho nó đẹp một tí ha. Đấy, như vậy thôi. Đấy, vậy thôi. Đấy, mình đã làm được một đòn này. Bây giờ mình làm thêm một đòn nữa cho các bạn xem á. Ok, you already done one. Just like this. It looks so cute, right? Not too big, it's just like half size of the big one. Nó không có to. Cũng cỡ cái mini mà. Đấy, bây giờ mình làm thêm một đòn để cho các bạn xem ha. I'm gonna show you one more. Oh yeah. If you're not get used to with the banana leaves, so you can use the plastic bag, cut it out. Đây, nếu mà các bạn chưa có quen với cái lá chuối, thì mình có thể dùng một cái bọc ni lông, mình có dán sẵn băng keo. Từ đây sang qua đây là 4 inch rưỡi, từ đây qua đây là 9 inch. Đây, làm sẵn cái dấu như thế này, mình cho nếp vô nó dễ, rất là dễ. Ok, mình dán ở phía dưới rồi này. See, I put a tip under. From here to here, 4.5 inches. And the length is 9 inches. The tip is under. I'm gonna put the sticker right in. If you're not yet used to with the banana leaves, so you do this way first. Okay, after you spread the sticker right out, I'm gonna put the banana in the middle. Okay, đây nếp mình đã dàn ra đều nằm trong cái thép như này, và bây giờ mình cho chuối vô trong chính giữa này. Put in the middle, then we all the plastic make it together like this. Cover. See. This way you can see through, okay? Đấy, mình dùng cái bao mình làm như vậy thì mình nhìn có thể nhìn thấy rõ hơn. Đấy, nó vẫn còn nằm trong cái phạm vi băng keo như thế này. Đấy, mình cho nó qua cái lá chuối nhá. Đấy. Một cái bánh tét rất là gọn này. Okay, so after we roll it like this together, now we're gonna put the banana leaves like this. Now we're gonna transfer plastic and transfer the sticky rice. Mình có thể nắng cái bánh chuối cho nó gọn lại. Okay, like this. Now we're gonna roll it. See?
Đấy, mình cuộn nó lại. Và bây giờ mình dùng cái lá cuối cùng, lá sau, lá to này mình cuộn lại tiếp. Ok, now roll the big one too, the big banana leaves. Roll it. Đang có cái xếp vuông như vậy rồi. Bây giờ mình bẻ nó vô. Ok, for just temporary fork. Okay? And now we're gonna do this one first. Ok, now too long, we need to cut. Ok, fold like this and both sides. And fold like this. Ok. Sợi dây này cột tạm thôi nha, tí mình tháo ra. Mình gói được hai đòn này này, các bạn xem này, đấy, cái kích thước của nó này bằng nhau như thế này. Đấy, tí mình cho vào cái nồi áp suất mình hấp thì nó cái size nó cỡ nhau thì mình dễ hấp hơn á. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục làm cho hết cái số còn lại nhá. Ok, so I got two already done. See? Both the same size. They look so cute. Okay. Now I'm gonna continue to do it to finish them, okay? Okay, so finally it's done. So I got 7 of them. Đây, mình đã gói xong rồi các bạn này. Mình gói được 7 cái bánh nha. Tất cả đều rất là đều bằng nhau nha. Đây, bây giờ mình cho vô cái nồi áp suất để mà hấp. Mình hấp 1 tiếng đồng hồ. Okay, now I have to put them in the instant pot to steam for 30 minutes twice, which is an hour. Okay, bây giờ mình cho bánh vào cái nồi áp suất. This is the instant pot. Put the steam bread. Đây, mình cho cái vỉ vô. Mình sắp bánh vô nha. Bên cho nó cân đối rồi. Put them in. I'm gonna leave the string on the top. And steam after 30 minutes. It will be easier for me to pull it up and flip over to the other side. Mình để cái sợi dây nằm ở phía trên ha. Đấy, sau khi mình hấp 30 phút rồi mình nắm cái sợi dây mình đỡ qua vào đầu kia cho nó dễ. Giờ bây giờ mình cho nước vô nha. Đây, đổ nước vô đây nhưng mà mình đổ nước sôi. Pour in here, pouring boiling water. Mình cho nước sôi vô vừa đụng tới cái vỉ thôi nha. To boiling water, pour in just about up to the steam rack. Okay, that's it. And then I'm gonna plug in. Yeah, the instant pot. See how it plug in? It's off right now. Đây mình vừa cắm điện vô, nổi lên cái chữ off này. Bây giờ mình, đây, bây giờ mình đẩy nắp vô. Đấy, đẩy nắp lại và mình nhấn cái nút steam á. Okay, sorry, close the lid and then I'm gonna press the steam button, okay? Hit the steam. Steam button. And it's just only 30 minutes. Mình nhấn xuống cho 30 phút, hấp hai lần như vậy. And it's just only 30 minutes. And then we flip over. For another 30 minutes. Okay, here's 30 minutes. Đây, mình set up a time, cái thời gian 30 phút. Và cái nút này nó hiện lên high pressure, okay? Đấy, bây giờ nó on này đấy. See? It's normal and high pressure. It's stay on already. The first, we click steam button. And then we set up the time. We just need 30 minutes. Each time. So we're gonna do twice of them, okay? Cái đầu tiên mình nhấn nút steam và mình chỉnh cái thời gian 30 phút. Sau đó thì nó tự nó nhảy lên on. Mình hấp 30 phút cho một lần mà hai lần nhá. Ok, bây giờ mình cho nó, để cho nó steam thôi, để cho nó hấp thôi. Now just let it steam 30 minutes later and then we flip over. Đây rồi các bạn ơi, 30 phút đã xong, bây giờ mình xả hơi và mình lật cái đầu bánh tét sang cái đầu khác ha. Và mình hấp thêm 30 phút nữa. Mình mở cái này cái đó. Mình mở cái quạt hút lên. Okay, so before open, I have to release heat. Trước khi mình mở nắp, mình phải xả hơi ra. Rồi, mình đã xả hơi hết rồi nè. Bây giờ mình mở nhá. Now I'm gonna open the lid. Ngã xuống rồi. Wow, very hot. I'm gonna
flip over to the other side, okay? Look, I'm gonna pull the string, pull the string up, and I'm gonna flip over. Để mình nắm cái sợi dây mình kéo lên. Và mình mang bao tay nhá, mình nóng lắm các bạn. Okay. Hold the string up and then let it flip over like this. Ok, rồi mình đã lật xong. Đây, sau khi mình đã lật xong rồi, đậy nắp lại mình hấp tiếp. Nước nó vẫn còn, nó không có cạn bao nhiêu tại vì cái này là mình hấp chứ không phải là luộc. See, you see the water still there, see? Okay, so here it's already off. Just close the lid. Đậy nắp lại. Đây mình khóa lại cái nút trước khi mình chỉnh cái thời gian hấp nhé các bạn. Và mình nhấn lại giống như ban đầu vậy đó. Ok, now I'm gonna click again, just like the first time we did, okay? Here, the steam button, not steam. À, đây nó vẫn còn giữ cái 30 phút cho mình. It still said the 30 minutes, so I don't have to... Oh, it's already on. Wow, okay. Rồi, tự nó on luôn này. Tại vì cái 30 phút lúc nãy nó vẫn còn giữ đây. Thì bây giờ mình không cần nhấn cái thời gian nữa. Bây giờ nó đã on rồi này. Now let it steam for 30 more minutes. So it should be done. Rồi bây giờ mình chỉ để cho nó hấp thêm 30 phút nữa thôi. Thế là xong. Rồi đã xong. Đã hấp xong rồi. Lần thứ hai. Ok, so the instant pot already done. Steaming time is 1 hour. Thời gian hấp là 1 tiếng. Và bây giờ mình chuẩn bị vặn cái nút xả hơi nóng ra. Sau đó mình cho bánh đi ngâm sơ qua nước lạnh nhé. Đây các bạn ơi, mình đang lấy bánh ra mà mang đi ngâm nước nè. Taking the steamed banana sticky rice cake. Taking them out and take them to soak with cold water. Not too long, just between 1 to 2 minutes. And then take them out, let them drain. Không ngâm lâu quá, chừng 1 đến 2 phút. Sau đó mình vớt ra để ráo các bạn nhé. Đi cả nhà ơi, bánh sau khi mình hấp xong, mình ngâm chừng 2 phút thôi, nước lạnh. Rồi mình xả nước cho sạch, để ráo. Nhưng mà sau khi để ráo, mình lại thấy cái lá nó bị héo héo, nó đưa nhìn xấu quá. Nên mình lại dùng cái bọc thực phẩm mình bọc lại này. Ok, the banana sticky rice cakes, after soaking, have been drained. So that's how they look. See? I will cut it in half to show you. This year, mình sẽ cắt để xem bên trong như thế nào nhé. Đây, bánh chuối nếp nhìn rất là dẻo và mềm. Và chuối nó lên màu đỏ nhìn rất là đẹp các bạn nhé. Ok, so how do you think? Inside looks pretty. And the sticky rice looks very soft. See? Alright, so the video has been end. Thank you for watching. Millie xin tạm kết thúc video ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thích video, xin nhấn cho Millie một like, share và subscribe đăng ký kênh để cập nhật video mới nha. Cảm ơn cả nhà nhiều và hẹn gặp lại cả nhà những video tới. Bye bye.